nhiều lần làm cửa làm nhà bạn. Khi giàu khi có thì lúc nào cũng thảnh thơi nha. Tiền bần hậu phú, tức là đầu tiên đấy, làm công việc của em ấy thì rất vất vả thuở ban đầu đấy, nhưng mà sau, tức là từ năm 36 tuổi trở lên ấy là bắt đầu mọi việc hanh thông đúng không đấy. Nhưng mà đặc biệt thì anh em phải biệt để trốn xa, tức là anh em trong nội tộc em phải ở xa, chứ ở gần thì anh em hay bất hòa nha. Vợ chồng đôi trốn đi về Mỹ An, đôi trốn tức là gì, hai lần đó thì đi về Mỹ An, tức là thì gia đình mới yên mấy lần rồi, Hai lần rồi, à, hai lần đúng rồi, ba à, ba lần rồi kìa. Về cái hướng nhà em ấy thì em đang ở nhà hướng rộng nha. Cái hướng này thì không có thuận lợi cho em mấy đâu, cũng vất vả đấy, nhưng mà lại hợp cho cô vợ tuổi Dậu, à lại hợp cho cô vợ, hướng này là hợp cho cô vợ nhiều hơn đấy. Cô ấy được thì Cấn với lại về Phúc Đức Phú Đức đúng không? Cấn Toàn. À, Phú Đức thì tốt cho kể cả cái nhà bên kia em thì cũng nằm một hướng tây, làm nhà thì tránh cửa chiều tây, hướng đoài đúng không, chiều là nó chiếu thẳng vào cửa nhà hay gây bệnh tình. Người phụ nữ thường sinh âm khí, cho nên cả hai vợ chồng ở hướng này là phải trình đồng mở phú là đúng đấy. Cho nên bản mệnh của em đấy là gì, em ở nhà hướng đông được phục vị, ví dụ như em làm công chức nhà nước thì em ở nhà hướng đông thì sẽ được phục vị. Em ở nhà hướng nam là sinh khí, tức là nếu mà em có một cái nhà hướng nam thì em kinh doanh cực kỳ thuận lợi, các bạn sẽ đọc em. Nhà hướng Nam em có một cái, Đấy, nếu mà em ở nhà hướng bắc ấy em lại không ở, em mua cái thì nhà kia ở thành sức khỏe của tây em luôn. cực kỳ tuyệt vời luôn. Nếu mà em ở nhà hướng bắc, thiên y phúc đức ai qua được hai cung đấy thì số em sang giàu nha. Thì hướng nhà này em phạm tuyệt mệnh, hướng này thì không được đẹp đâu nha. Hướng này thì sẽ trong người em sẽ có bệnh đấy. Đấy. Kim thì liên quan ảnh hưởng cả lục phủ ngũ tạng này, cả hệ thống thần kinh này, em có hay bị đau đầu không? Chưa bị nhưng kiểu gì cũng có đấy, ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng. À, các bệnh ở trong lục phủ ngũ tạng. À, Ô, hệ em thống biết là ở hướng tây này là không xương có khớp. người, nhưng mà mọi người, em ở nhiều nhà lắm rồi, nhưng mà đúng là ra cái bắt đầu ra cái nhà này là bắt đầu để phát lên được. À, cái vấn đề này các bạn, như vừa là thầy nói là thiên thời địa vận nó liên quan đến cái vận đất nữa. Này, có những người họ ở nhà hướng tây cũng được, hoặc người tây giữ ở nhà hướng đông cũng được, nhưng nó chỉ ở trong một cái vận. Này, tức là ví dụ như cái nhà hướng tây thì sẽ phát vào gì, phát vào những vận gì, phát vào vận vận 8 này, vận 6 này, vận 3, vận 6, vận 8 này đúng không. Thế bây giờ cái này thì nó đang vận 8, tức là vận 8 nó từ năm 2004 cơ, mà đến 2023 tức là hết năm đấy, tháng 10 năm nay là bắt đầu sang vận 9 ấy. Cứ từ tháng 10 năm nay sang năm em xem, em cứ làm cố chăng nữa thì nó là do cái nhà, cái vận khí là do cái nhà đấy. Ví dụ như cái hướng nhà hướng nam của em ấy, thì nó lại vận 8 nó lại không phát, hướng đông hướng nam vận 8 không, nó 20 năm cơ nó không phát đấy, nhưng mà sang vận 9 từ tháng 10 đi thì nó lại phát đấy, nó lại do vận của cái ngôi nhà đấy, chứ không phải là mình cũng có thể là do là các cụ nhà em, bà tổ cô hay các cụ linh thiêng là chỉ dẫn cho em đến cái nhà đó là nó có vượng khí thì vợ chồng em vẫn làm ăn nên. Nhưng mà đặc biệt thì ở hướng này thì em không thể nào tránh khỏi được là ảnh hưởng đến sức khỏe, nó không thể nào tránh khỏi đấy, vì tuyến mệnh nó lại ảnh hưởng đến sức khỏe nhé. Cái này thì em lại được chính khí đây, Tân Dậu, Kỷ Dậu và Kỷ Dậu, đây là mạch chính khí này. Đấy, cho nên là dù có phạm chăng nữa nhưng mà vẫn được lòng, nếu mà nó phạm vào sai thác không vong hay là quy giáp không vong. Đây ví dụ như nó sang cái hướng chỗ này, nó sang đây thì nó thuộc sai thác không vong, nó vào sang hương vị hướng tân hay phương vị hướng canh thì nó thuộc quy giáp không vong. Đây ví dụ như vào Đinh Dậu thì nó thuộc sai tác không vong, vào những cái chỗ này khi mà nạp 12 địa chi mới lại 10 thiên can thì nó có hai thiên can không có để nạp cho địa chi thì nó gọi là quy giáp không vong, tức là không có gì. Nhưng mà chỗ này của em thì nếu mà phạm đây chẳng hạn thì nó thuộc sai thác không vong, sai thác không vong thì làm ăn lúc nào nó cũng đi xuống thô lỗ
công việc không hiệu quả, nhưng mà em đây nó lại được chính khí đây, nên là em thấy là cái sự giàu sang nó chỉ tranh nhau gang tấc ấy. Năm khi thực ra chúng ta không biết, khi chúng ta đến là những ngôi nhà chúng ta thấy làm ăn được thì chúng ta biết là cái ngôi nhà làm ăn được, nhưng chúng ta không biết được là không làm ăn không được ở chỗ nào và làm ăn được ở chỗ nào. Thì đây là mạch chính sinh khí này, Kỷ Dậu này, Tân Dậu, Kỷ Dậu này, Kỷ Dậu này, đúng không? Hướng Tây Phạm như nó lại được mạch chính khí thì làm ăn vẫn nên, nhưng cái chỗ này đấy em làm ăn chỗ này là làm ăn nên không nhanh, tức là nó cứ chậm chậm lên, nó vẫn lên nhưng mà nó không phải là nhanh, nhưng không nhanh như này em ở nhà Hưng Nam đâu. Hưng Nam em nhà Hưng Đinh xem, nó làm ăn nó bột phá hẳn rồi. Đấy. Bước phá hẳn lên nha. Em đang muốn mua cả cái đằng sau kia, sau này em xây nhà em quay mặt đi. Quay nào là mặt đằng này là hướng đông. Quay kia là đông đâu. Quay đây thì làm. Quay sang đây thì là hướng nam, nhưng mà quay thẳng về đằng sau là hướng đông. Em phải ở nhà hướng nam. Lấy bảo đảm không ở nhà hướng nam. Gia đình hướng đông ở hướng đông được, hỏng đánh gió xem chừng vững chắc mới yên tâm. Nhà nó chót cái gì rồi thì tôi sửa luôn. Đây, cái hai nữa là các em nhìn nhé, đây nó lại được cung Tấn Điền. Nhiều đất cát. Đây, nhiều đất cát. Hướng Tây Phúc Đức Tại Hợi đúng không? Phúc Đức Tại Hợi đây, Hợi đây. Em nhìn thấy Phúc Đức đây chưa? Đây, Tấn Điền. Tức là liên quan đến điền trạch, hay cái nghề em liên quan đến xây dựng. Thổ. Đấy, thì phát triển. Nhưng nếu mà bây giờ nó lại sang cái hướng sang đây chẳng, hay ví dụ nó sang chỗ này nó là xương dâm nhá, thì nó lại không được, nó lại phụ thuộc, tức là một ngôi nhà mà để vượng khí nó có rất nhiều yếu tố, chứ nó không chỉ là một yếu tố là do cái tuổi tác hay gì. Dĩ nhiên bây giờ làm một ngôi nhà mà theo phong thủy thì chúng ta phải kết hợp đầy đủ đấy, thiên can địa chi ngũ hành này, rồi thì làm nhà theo thiên văn này, địa lý này, dịch lý này, chúng ta kết hợp tất cả thì nó mới đón cát tránh hung, thì ngôi nhà chúng ta mới vượng khí. Ví dụ như em ở nhà hướng nam, em ở hướng đinh đấy, đinh hướng nam có ba hướng, hướng bính, hướng ngọ, hướng đinh, thì hướng đinh nó lên nhanh lắm, thầy đảm bảo em luôn. Hoặc là nhà em ở nhà hướng quý, hướng bắc, thì sức khỏe của em vô biên luôn, thọ trăm tuổi luôn, mà làm mà rất minh mẫn. Hoặc là bây giờ thầy cứ ví dụ nhá, em ở hướng này, thế mà đến cái mùa khoảng tháng 9 tháng 10 mà cứ ngày nào mà nổi gió bắc lên, đúng không? Tức là cứ ngày nào có gió bắc thì em cảm thấy rất trong người rất thoải mái, đúng không? Đó, cho nên là cái nếu mà em ở nhà hướng bắc, tức là đẹp nhất ấy là em ở nhà hướng nam, hướng nam là hướng đinh và hướng bắc là phải là hướng quý. Đấy, thì thịnh vượng là gia đình con cái này, phát triển tốt này, vợ chồng hòa thuận này, rồi thì kinh tế thì cứ một đà phát triển lên, nó được quẻ tấn mà. Thế mà em nói là đến quẻ tấn ấy, thì nó lên nhanh lắm nha. Cái ngôi nhà này vì em phạm thái thuế, thực ra để cái treo cái hổ phù này cái tác dụng nó không có đáng kể bao nhiêu đấy, mà cái này thì em phải treo kim bài thái thuế, phải hướng của em là hướng phạm thái thuế. Em thấy là đời vua chúa trước ấy, tại sao các chư vị vua họ cho những cận thần những cái lệnh bài mà trong nhà hay là trong một